ta lại gặp nhau trong chương trình ẩm thực Love Cuisine cùng với lại tôi, đầu bếp Cẩm Thiên Long. Rất vui ngày hôm nay có mặt ở đây và cùng chia sẻ cho mọi người thực hiện những món ăn mà chúng ta sẽ cùng nhắc lại ba tiêu chí của kênh Love Cuisine vẫn luôn hướng tới trong các món ăn của mình. Đó chính là chi phí thấp, nguyên liệu dễ tìm và quan trọng là bồi bổ cho sức khỏe. Còn bây giờ thì không để mọi người phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đi đến món ăn của ngày hôm nay. Đó chính là món thịt heo áp chảo ăn kèm chung với lại sốt táo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến phần giới thiệu nguyên liệu. Thank you.
Và lúc này thì Long đã cảm nhận được cái mùi thơm rất là nhẹ nhàng của cái phần thịt cũng như là cái phần bơ khi mà chúng ta sử dụng vào trong cái phần sốt. Và bây giờ thì Long sẽ bắt đầu thưởng thức dân táo, là một trong những thực phẩm mà Long nghĩ là vừa dễ ăn nè, vừa dễ chế biến vào các món ăn. Và khoa học còn khuyến khích chúng ta là mỗi ngày nếu mà chúng ta sử dụng một ly nước ép táo thì chúng ta sẽ tăng cường cái hệ miễn dịch của mình, và đặc biệt là giảm cái nguy cơ mà bị ung thư và cũng như là các bệnh về ho khan. Mình sẽ chấm đều cái phần sốt táo. Và trên cái miếng thịt các bạn vẫn thấy là những cái phần cỏ xạ hương nó vẫn còn đọng lại trên cái phần thịt, và nó tạo nên cái mùi thơm nhẹ rất là thú vị. Sau khi mà chúng ta ăn rồi, cho cái cảm giác của Long á, trong cái cảm giác trong cái khoang họng của Long á, nó vẫn còn đọng lại rất là nhẹ, mà hoàn toàn không còn cái mùi vị thịt heo gì cả, mà chỉ còn đọng lại một chút xíu thôi cái gọi cái vị của cái sốt táo. Và qua cái món ăn này thì chúng tôi cũng đảm bảo được cái tiêu chí mà kênh ẩm thực Love Cuisine mang đến, đó chính là nguyên liệu dễ tìm, chi phí thấp và đảm bảo cho sức khỏe. Qua món ăn này, chỉ với khoảng trong vòng 100 ngàn thôi là chúng ta đã có thể thực hiện được một khẩu phần ăn dành cho hai người tại gia đình của mình. Và nếu như các bạn yêu thích món ăn này cũng như là những video clip mà kênh ẩm thực Love Cuisine chúng tôi đã thực hiện thì đừng quên follow YouTube kênh Love Cuisine cũng như là fanpage Love Foodie trên Facebook. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những số tiếp theo. Bản thân của Long thì sẽ giải quyết nốt cái dĩa đồ ăn này rất là hấp dẫn.